Tại khu di tích Văn miếu Quốc tử giám đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác về thầy giáo Chu Văn An. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An, người được UNESCO tôn vinh là nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam. Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự tham gia của hơn 30 trường học và các câu lạc bộ trong cả nước. Các bài dự thi được thể hiện bằng nhiều hình thức như thơ, kể chuyện, tiểu phẩm, phim hoạt hình, vẽ tranh, sáng tác bài hát, vân vân. Kết quả, ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể cho các trường xuất sắc nhất. Ngoài ra có 6 giải nhất, 11 giải nhì, 16 giải ba và 39 giải khuyến khích được trao cho các cá nhân nổi bật. Cuộc thi sáng tác về thầy giáo Chu Văn An là nơi để các em học sinh thể hiện khả năng sáng tạo và cũng là dịp để thể hiện lòng tri ân đối với thầy Chu Văn An, người thầy đã để lại tấm gương sáng mãi đối với các thế hệ học trò Việt Nam.